Oh, xin giới thiệu với các bạn, đây là chó nhà bạn mình nuôi nè, là Siri nhà nó, nhiều chả lắm. Nãy giờ, ê một trái nè. Mấy trái này ở trên cao quá. Trên này chín rồi. Đi hái chùm ruột sang ơi. Riêng này hả? Riêng này đi. Con này nãy giờ nó đi theo nó gừ mình hoài luôn á. Vừa gừ vừa quắt đuôi. Cúp đuôi rồi. Giờ mình đi hái chùm ruột nè. Nhà bạn mình trồng bồ ngót nè. Mới cho bồ ngót luôn. Mía này bữa có chặt dặm bảy không? Mương này hổm mình bắt cua nè mấy bạn, coi cái video bắt cua trước của tụi mình nha. Từ đây là sao đi không? Chạy qua. Sao đi qua vậy? Đi đường chim bay mà không sao gì thời tuổi thơ mấy bạn đi học có hay em đang chùm chuột vô lớp đồ ăn được không? Hết sảy. Ăn chùm chuột đẹp da mấy bạn. Chùm. Ăn nhiều quá dễ chảy. Đúng rồi, thuốc để chị tao bỏ. Môn. Rồi nó dùng. Gì đó tầm mưa luôn ha. Cái này đủ rồi.
về. Cái chỗ này không mình lội xuống bắt cua nè. Còn dấu vết. Một đồng lúa đẹp chưa? Ánh mặt trời. Múc lúa chín đừng kêu má, kêu máy cày, kêu máy cắt chứ đừng kêu, để mình xuống mình cắt lúa mình quay thực tế ha. Hổm cá rô quá trời luôn, giờ còn ta chắc khô chết rồi. Con cò này không được, nó bẫy nó thôi. Như gì? Hồi đó lúc mà chưa có máy cắt á, đi đập lúa hay có tổ chim á, đập lấy chân chim. Ừ. Ê, bây giờ để dép đây đi, phải đập bắt ếch nè. Cái này zoom được không ta? Thôi bạn để zoom lên. Mấy bạn thấy con ếch không? Ê, nó lội xuống nước rồi. Tiêu rồi. Thằng bạn mình nó bị con rắn nó cắn. Con nó không có cắn mà nó cắn con không có đồng ở đây để cô bắt cô. Để cô. Để cô bắt cô bỏ vô cái lồng kia và cô quăng vào. Lồng đó hả? Cái lồng kia. Cũng hai cái này. Là lấy con rắn này mình bỏ vô cái lồng rắn, lồng bẫy rắn đúng không? Ừ. Rồi xong rồi mình không mà bỏ cái gì. Bỏ vô mình gài con khác. Ủa mà cô ơi, cho con rắn nó bị khùng vậy cô? Nó bị ốc chó. Hồi bữa sang trên Đà Lạt đây cô suy nghĩ như cô với cô. Sao vậy, chả rắn chui vô cái lồng không? Hai ngày chả chui vô thiệt, hai hước. Rắn, nó bị ốc chó, ốc rắn không, ốc chó, ốc rắn bị ốc chó. Mòi nước lồng nữa. Nướng luôn được nè. Nướng luôn được. Hú hà. Khi mà bạn nuôi chui vô lưới cho mình bắt chơi. Chưa thấy nào như này luôn. Chắc đứng ở đây chắc cũng cả tháng rồi quá. Ấm nhơm được không? Con rắn mối chui vô, xong chui vô ăn. Mối bị nó ăn xong rồi nó để thôi hang lại nó nè. Ủa con rắn mối nó cũng đâu ăn cha đâu ta. Trời bả mới năm tuổi. Các bạn muối ớt nha. Như thiếu rồi, thiếu bột ngọt rồi. Chài mình không dựa, tối mình cũng không dựa, mình chùm ruột mình cũng không dựa, ớt mình cũng không có dựa luôn. Rất là dân dã. Cái này mình bỏ chùm ruột thì mình đâm, thì mình lấy nước mình húp thôi. Nghe mùi ớt chưa? Mọc quá. Các bạn chảy đúng miếng chưa? Đây đi, em quay rồi tụi cầm cái này chấm ăn nè. Lần này luôn hả? Ngon quá. Cô quán ngó miệng được ăn nè cô. Ngó miệng được ăn nè. Dính không? Cái đó dính không? Bỏ những món vô á. Chị lấy chuột có đặt nửa cua rồi. Hồi rắn mối nó đói nó chết luôn. Ủa, cái con rắn kia nó ăn rắn mối luôn hả cô?
Cái gì thấy ghê vậy cô? Con rắn nó ăn con rắn luôn á. Ăn nó luôn hả? Thù giống lấy nó ra chơi rồi, ý là đem lại đây á. Đem nguyên lòng luôn. Thả ra chạy, cho chạy vòng cho cô bắt lại chơi luôn. Ôi đầu bển á, không dám thấy nó. Đó, thấy cái đầu nữa không? Cái con rắn này trong chai. Lấy cái bịch lúa chung đó. Ê, lúa, lúa này mầm luôn á. Lấy ra, trồng luôn á. Vậy mà chung ở đây là cái gì không? Mấy bạn qua kênh miền Tây sông nước á, mấy bạn coi mấy nhiều clip bè rắn của bạn mình. Vừa đem bẫy này qua mà không có màu gì. Bỏ lúa không? Tự nhiên con này bò vô. Mình nghĩ là rầm nó ăn chai, nó ăn lúa nè. Con này cũng nhỏ, con hai ngón tay, dài cả mét, ngắn dài hai ba mét, thanh đỏ. Ờ, không cua đem qua mấy cái à? Hai cái. Xem vụ cỡ nào mà nó mới chịu đem qua vậy? Thấy thằng đang tà tà khóc lóc á. Thì đem hai cái thì không đem chuột qua. Có đem chuột chứ. Rồi xong rồi một cái bẫy biển ếch ăn chuột, một cái bẫy là bị con mèo quất chuột. Bị dính mèo luôn hả? Nhưng không có thấy con mèo, thấy cua nó thấy lông mèo mà. Rồi bẫy cái dính nữa luôn. Dính nữa luôn. Wow. Nha, sang đi ra. Ớt thì chấm muối ớt. Rồi, mang luôn. Phương đi làm luôn rồi. Nghe chưa? Nghe chứ. Đi sang đủ dỗ. Giờ là mấy anh em thất nghiệp. Đầu tiên đẹp. Ở sang tỏ với đỏ gì ta? 4K30. Nói. Tính ra còn để quay luôn á. Nãy xem mới bấm quay á. Hả?